Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Điểm tin trước thềm chung kết của Đại chiến quân đoàn. Và hôm nay rất vui khi bình luận viên tôi, Huy Hoàng BK, sẽ được chia sẻ với các bạn về các thông tin và nhận định của 12 đội tuyển góp mặt trong trận chung kết của chúng ta. Đầu tiên, chúng ta sẽ đến với bảng A với ba cái tên đi tiếp, đó là SCVG Foxwood, cùng với đó King of Rofi 5 và WAZ2. SCVG Foxwood là sự kết hợp hoàn hảo giữa hai quân đoàn, kèm với sự tính toán ngay từ giai đoạn ban đầu để họ có thể bước qua được vòng sơ loại dễ dàng khi tham gia vòng đua top quân đoàn. Vào đến vòng chung kết, sức mạnh của họ đã được thể hiện với sự nhuần nhuyễn cộng với những pha cover cực kỳ tốt, sau đó là những pha lật kèo khiến các đối thủ phải e sợ, và đây đang là một ứng cử viên trong chức vô địch của chúng ta. Tiếp theo là King of Free Fire, một cái tên được nhắc đến khá nhiều trước thềm vòng bảng với những phát ngôn khiến cho cộng đồng dậy sóng, nhưng họ đã khẳng định chúng tôi đến đây không chỉ biết nói mà chúng tôi còn biết làm. Về với vị trí thứ hai với những chiến thuật tấn công cực kỳ hợp lý và những pha chạy bo khá là an toàn, kèm theo đó là những pha xử lý cuối game khiến cho họ có những pha lật kèo thành công. Đặc biệt với trận đấu cuối cùng của vòng bảng A, họ đã giúp cho một đội tuyển đó là WAZ2 đi tiếp và chấm dứt cơ hội dành cho Vivu. Và ở vị trí thứ ba của bảng A, đó là đội tuyển WAZ2. Khi họ giành được vé đi tiếp, họ đã trao toàn bộ số phận của mình dành cho đội tuyển King of Rofi 5. Bởi vì sao? Khi Vivu họ có đến 4 thành viên và đang tấn công vào 2 thành viên của King of Rofi 5. 2 thành viên này còn cực kỳ thấp máu và không còn các phụ kiện mang theo. Tưởng rằng như mọi sự đã an bài nhưng không. King of Free Fire họ đã làm tốt hơn thế, họ đã clear được toàn bộ 4 thành viên của Vivu, chấm dứt hy vọng đi tiếp của Vivu, nhưng lại mang đến cơ hội dành cho WAZ2. Bước vào vòng trong với sự may mắn, WAZ2 họ đã thể hiện quyết tâm khi ngay khi kết thúc giải đấu vòng bảng, họ đã tập trung vào luyện tập. Chúng ta có thể nhìn thấy một điều nữa, đó là WAZ2 họ gặp một chút thiệt thòi khi Fangie, một người chơi nổi tiếng iPad, anh ta đã phải thi đấu bằng điện thoại. Điều đó đã giảm đi 40% sức mạnh của Fangie, kèm theo đó là các chiến thuật của đội tuyển WAZ2 cũng phải thay đổi, khiến cho họ gặp khá nhiều khó khăn trong các trận đấu, và trận đấu cuối cùng cũng họ cũng phải trông chờ vào may mắn mới có thể đi tiếp được. Đó là những thông tin về bảng A. Đến với bảng B, chúng ta sẽ đến với ngay đội tuyển đầu tiên, đội tuyển đang xếp vào vị trí hạng nhất của bảng B, đó là Zelemon. Zelemon là tập trung của những thành viên gạo cội trong làng Free Fire. Họ tập trung với nhau ngay từ giải đấu đấu trường sinh tồn mùa 1. Những thành viên này gắn kết với nhau, xây dựng quân đoàn, và quá trình luyện tập của họ kéo dài từ năm này qua năm khác, và điều đó khiến kinh nghiệm của họ càng ngày càng tốt. Và đến với giải đấu lần này, vòng đại chiến quân đoàn, họ đã cực kỳ thành công khi đưa ra các chiến thuật mới, kèm theo đó là các thành viên có các kinh nghiệm thi đấu cực kỳ tốt, khiến cho họ đạt được một phong độ cao và giành được vị trí hạng 1 trong bảng B của chúng ta. Đến với đội tuyển thứ hai bước vào vòng trong của chúng ta, đó là WAZ1. Với mệnh danh là ông vua đấu giải và tưởng chừng như không ai có thể cướp được ngôi vô địch của họ trong các giải đấu, thì lần này khi bước vào giải đấu, mặc dù đã có đủ các thành viên trong đội hình chính thức, nhưng họ đã gặp rất nhiều khó khăn. Sự sa sút của các thành viên đã khiến họ có những pha thi đấu và phối hợp không được tốt, và họ đã khá phải lận đận trong các trận đấu của vòng bảng. Nhưng không sao, họ đã về vị trí thứ hai và tiếp tục đi tiếp. Ngay sau đó thì các thành viên WAZ họ cũng đã phải họp lại với nhau. Quyết định của họ là phải thường xuyên tập luyện với nhau để tăng cường phong độ, cũng như là có những chiến thuật mới, vì hiện tại các đối thủ của họ cũng gần như là quá mạnh. Giành vị trí thứ 3 đi tiếp tại bảng B, đó là Lương Sơn Quán. Một cái tên khá là đặc biệt được chủ quân đoàn chia sẻ, cũng như là đội trưởng của đội tuyển Lương Sơn Quán, đó là khi các bạn đến, các bạn ở lại, chúng ta là bạn. Khi các bạn đi thì chúng ta là khách. Và những người ở lại đã cực kỳ tâm huyết khi họ xây dựng được đội hình tham gia vòng đại chiến quân đoàn. Trước đó thì các thành viên đã rất nỗ lực trong vòng đua top. Đến với giải đấu lần này không được đánh giá cao, nhưng họ được sự động viên của các thành viên trong quân đoàn. Ngoài ra, các chiến thuật họ đưa ra thì được rất nhiều các thành viên đã chia sẻ cũng như giúp đỡ họ để họ bước vào vòng chung kết của chúng ta. Và hy vọng Lương Sơn Quán họ sẽ tạo nên sự khác biệt với sự ủng hộ của tập thể quân đoàn cũng như các ý kiến đóng góp chiến thuật đến từ tất cả các thành viên của Lương Sơn Quán. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với bảng C. Bảng C này với sự góp mặt của rất nhiều các gương mặt gạo cội trong làng Free Fire. Đầu tiên, về vị trí đầu tiên, AFK, một trong những quân đoàn khá là nổi tiếng với sự góp mặt của streamer AN Mobile. Khá thiếu may mắn trong các giải đấu lớn, quân đoàn của AFK thường xuyên không gặp may khi tham gia các vòng bảng cũng như các giải đấu, và họ thường xuyên không đạt được kết quả cao, và kéo theo đó là rất nhiều lời đồn đại về quân đoàn AFK cũng như đội tuyển AFK. Nhưng vào tới vòng bảng của vòng đại chiến quân đoàn này, mọi sự dị nghị đều bị xóa bỏ khi quân đoàn của AFK, đội tuyển AFK họ đã thi đấu cực kỳ tốt và giành vị trí hạng 1 với sự góp mặt của AF Mobile trong 3 trận cuối cùng, và 2 trận đấu cuối họ đã giành top 1 một cách thuyết phục. Điều này chứng minh rằng AFK đã quay trở lại
và một chút may mắn thôi là họ đã thể hiện được đẳng cấp của mình. Và các đối thủ của họ lần này thì hãy cẩn thận nhé, ASK họ không đơn giản như những trận đấu trước hoặc như những lần đấu trước mà các bạn đã gặp phải. Bây giờ họ đã quay trở lại cực kỳ mạnh mẽ. Giành vị trí thứ hai để đi tiếp đó là Refund Free Fire, nơi tập trung những tay bắn lão luyện và gạo cội. Và lần này họ tuyên bố thẳng một điều rằng chúng tôi đến đây và chúng tôi cần chức vô địch. Kỷ luật và chiến thuật nghe theo đội trưởng đang được họ phát huy sức mạnh tối đa, khi tất cả đồng lòng như một và một người như những người còn lại đã khiến họ có những pha trở tay cực kỳ tốt với các đối thủ khi bị gặp khó khăn. Và đây sẽ là một đối thủ đáng gờm dành cho tất cả những đối thủ khác, đặc biệt với cái tên cái năm ngón đã quá quen thuộc với các cộng đồng rồi. Đây là một sát thủ thực sự, khi anh ta cùng đồng đội hỗ trợ thì tất cả mọi thứ đều có thể bị dẹp bỏ ngay lập tức. Cho nên khi bạn đụng độ họ, hãy cẩn thận và có những chiến thuật cực kỳ hợp lý, bởi họ cũng đang là một ứng cử viên cho chức vô địch của chúng ta. Về vị trí thứ ba đó là Pro A Army 1, được đánh giá là trong những đội tuyển hạt giống nhưng họ đã có màn trình diễn không thuyết phục. Và sự cố gắng của họ cũng chỉ giúp họ ở vị trí thứ 3 và giành quyền đi tiếp. Ngay sau khi kết thúc vòng bảng, đội tuyển Royal Army họ cũng đã phải quyết định họp lại team của mình, sau đó là có những chiến thuật tập luyện hợp lý. Đó là tổng hợp của bảng A, B, C. Và tiếp tục chúng ta sẽ đến với bảng D. Đầu tiên đó là Roman. Roman họ tới nơi tập trung những người ở khác quân đoàn với nhau thành một quân đoàn tập thể. Ngoài ra, mỗi người trong họ đều mang một sắc màu khác nhau. Khi 4 người hòa chung một sắc màu, lối chơi của họ cực kỳ biến hóa và tạo nên những cuộc lội ngược dòng thành công. Và đây đang là đội được đánh giá sẽ mang một luồng gió mới trong Garena Free Fire. Và liệu họ có bứt phá hay tạo nên điều bất ngờ hay không thì chúng ta hãy theo dõi trận chung kết của Garena Free Fire nhé. Tiếp theo, đội giành quyền đi tiếp trong bảng đấu này đó là Top Miền Nam. Họ thường có những khởi đầu trong giai đoạn đầu game cực kỳ tốt, nhưng về sau họ lại đánh mất bản thân mình. Những pha di chuyển không hợp lý và những pha giao tranh không cần thiết đã khiến họ phải trả giá trong rất nhiều trận đấu của vòng bảng. Nhưng với sự cố gắng và quyết tâm của cả đội, họ cũng đã cố gắng vượt qua tất cả các đối thủ còn lại và giành slot cuối cùng tại bảng D để giành quyền đi tiếp. Nếu như họ biết cố gắng và tránh những pha giao tranh không cần thiết và di chuyển một cách hợp lý, tôi nghĩ họ cũng đang là một ứng cử viên cho chức vô địch của chúng ta. Và bản tin trước thềm chung kết của chúng ta đến đây kết thúc. Hy vọng với những thông tin này thì các bạn có thể hiểu được thêm về các đội tuyển tham gia trận chung kết và có những lựa chọn cho riêng mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những điểm tin sau. Đón xem chung kết giữa top quân đoàn diễn ra vào lúc 13 giờ Chủ nhật ngày 14 tháng 7 trên các kênh sóng của Garena Free Fire. Hãy đăng ký và nhấn nút chuông thông báo của Garena Free Fire ngay hôm nay để nhận thông báo về các phần quà miễn phí, nhân vật, trang phục mới và giải đấu eSports đỉnh cao.